Vợ chồng cháu thì yêu nhau và đến ngày hôm nay thì đã được 2 năm. Trải qua bao khó khăn, bao thăng trầm, cái khoảnh khắc này được đứng bên người mình yêu và đứng trong một cái đám cưới với em, đó là một cổ tích. Trải qua rất nhiều kỷ niệm vui buồn, nhưng sau cùng thì có một lễ cưới rất là ấm cúng của tất cả những người thân thương, và đặc biệt là có thêm một cậu cà rốt nữa. Không mong gì hơn, những gì chưa được hoàn hảo thì mong quý vị thương hai vợ chồng và lượng thứ cho ạ. Họ sẽ cùng nhau tạo nên nhiều những điều mới tốt đẹp dành cho gia đình.